Rồi sau khi đi về rừng Trần Hưng Đạo thì bây giờ là cả nhà ăn chưa? Rồi cả nhà đang đi lên đi. Nào 2 3 rồi cả nhà mình đang đi để chiều nay đi bóc bó nào. Rồi chiều nay đi bóc bó tiếp nhá. Rất là cảm ơn đồng chí Quyền đã chăm sóc đời sống cho bà con của chúng ta. Rồi các bác đâu nâng đi lên đi. Rồi chào tất cả mọi người, hôm nay là sinh nhật bác. 2 3 3 quá tuyệt vời luôn. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta đấy, cho chúng ta được cuộc sống như ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Rồi bắt nhịp đi. Quá mù. Đấy là nói chung là tứ khoái là đầy đủ đấy. Nhờ công ơn của bác Hồ mà chúng ta là tứ khoái đầy đủ như này đây. Bây giờ là ăn liên tục như này. Tối nay lại tiếp tục ăn tiếp, oanh chén tiếp. Đấy, ngại quá đúng không? Đấy, các bác chiến đấu mạnh lên để lấy sức khỏe để chiều nay đi tiếp tục đi sang hang bắc bó. À con cá. À. Con cá ngon quá. Đây này. Có cái món đặc sản đây này. Đó là xôi ngũ sắc. Xôi ngũ sắc đây. Ngũ sắc của Cao Bằng. Đấy, xem nào các cái món ăn nào. Rất ngon luôn. À, đây có cháo mẹ rau măng vẫn sẵn sàng đây của các cụ đây. À, ngày xưa các cụ không nhồi thịt đâu, không có thịt mà ăn đâu. Đấy. Muối đây. Hoa chuối rừng à. Hoa chuối rừng. Bên hai mà. Rất ngon luôn. Chúc tất cả quý vị khán giả ngon miệng cùng đoàn. Các bà thịt không ăn mà cứ tăng cường rau thế này bà Điệp nhá. Đây này. Không có xúc xích để ăn à? À muốn có xúc xích thì sang Tây nhá. Sang Cali, mời bà sang Cali có xúc xích. Ở đây chỉ có cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng rồi. Đây này, đấy món rau măng rất ngon luôn. Đấy. Chúc các cô ăn ngon miệng để chiều nay chúng ta tiếp tục đi thắp hương Bác Hồ.